Đây là con đường mà Nga mời quý anh chị theo chân Nga đi đến cái lô rẫy tại Chư Sê quý anh chị nhé, tại huyện Chư Sê. Cái lô rẫy này đi toàn bằng đường bê tông đến rẫy và cách trung tâm huyện Chư Sê khoảng 4 km thôi quý anh chị. Đi hoàn toàn bằng đường nhựa. Đây là một cái kho ở tạm, nhà ở tạm bằng tôn quý anh chị nhé. Để chứa phân, để chứa nước để trộn phân. Đây là bể chứa nước này. Đường nhựa vô tới rẫy. Đường nhựa vô tới rẫy ạ. Lô rẫy nằm tại trung tâm thị trấn huyện Chư Sê. Diện tích 7,5 sào. Trên đất có 1.500 trụ tiêu đang cho thu hoạch. Có khoảng 200 cây bơ, bơ 034 quý anh chị. Đang cho thu hoạch luôn ha. À không. 034 đang cho thu bói. Ở trên đất thì gia chủ cũng đã đang trồng xen cái cây mắc ca như thế này này. Một cái căn nhà cấp 4. Đường bê tông vô tới nơi quý anh chị. Ở đây với chất đất đỏ ba gian, tươi xốp à. Từ đây, ở đây là ngay ủy ban xã quý anh chị nhé. Ngay ủy ban xã của huyện Chư Sê. Trung tâm trường chợ, trạm y tế thì trong vòng có 1 km thôi ạ. Và cách huyện Chư Sê thì 5 km. Cái lô rẫy của chúng ta thì đã có hàng rào B40 bao kín hết vườn rồi quý anh chị nhé. Hàng rào B40. Dòng đây dòng 034, bơ 034 hiện nay đang là cái dòng bơ ngon đó quý anh chị. Ở đây thì gia chủ tưới bằng hệ thống bếp tưới ở trên cao để phun cho tiêu đó quý anh chị. Đây này, hệ thống ống ở trên cao, bếp tưới hết cả vườn luôn. Điện 3 pha, giếng nước đào quý anh chị. Lô đất này, lô rẫy này là nằm ngay cái trung tâm. Dân cư ở xung quanh đây là đông đúc ạ. Hàng rào B40 là trước mắt của anh chị này. Ở đây gia chủ đã trồng vườn rau. Gia chủ sang nhượng cho quý anh chị tổng diện tích 7 sào rưỡi với giá 800 triệu có thương lượng. Và bao sang tên bị đỏ cho quý anh chị có thương lượng. Từ cái lô rẫy của chúng ta nằm ở vị trí trung tâm thị trấn huyện Chư Sê, đi về sân bay thành phố Pleiku thì đi khoảng hết 40 km. Đi về tới thành phố Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk thì khoảng 150 km. Và ra ngoài quốc lộ, từ lô rẫy này ra quốc lộ 14A thì 500 m thôi ạ, toàn bằng đường nhựa thôi. Với quý anh chị quan tâm đến lô rẫy thì xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình và nhớ bấm đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những video mới nhất nhé.